Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món sườn nấu chua cay kiểu Thái. Ở đây thì mình sẽ dùng là khoảng 600g sườn heo. Khi mua về thì mình sẽ rửa cho thật sạch. Sau đó mình sẽ trần qua nước sôi nha, để nấu cái phần nước cho nó được trong hơn. Mình sẽ nấu chung với cà chua, với khóm. Hai thứ này thì mình dùng khoảng 400g. Các bạn thích cái nào nhiều thì mình dùng cái đó nhiều nha. Khóm thì mình sẽ xắt thành miếng vừa ăn, cà chua xắt muối cao. Ngoài ra mình sẽ có một ít sả cay cắt khúc, rồi củ riền mình xắt mỏng ra. Món Thái thì mình sẽ dùng là củ riền, còn không có củ riền thì các bạn dùng gừng cũng được, nhưng mà riền thì nó sẽ thơm, nó đúng vị hơn. Một ít ớt, chanh, cái này ăn chua thì các bạn mình sẽ nặn thêm chanh, ngò gai. Một ít tỏi, tỏi thì mình sẽ đập dập thôi. Một củ hành tím mình chẻ đầu để nấu nước cho nó thơm. Một ít sả mình sẽ xắt mỏng. Ngoài ra đây mình sẽ dùng thêm ít ớt khô. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Ở đây thì mình sẽ nấu một nồi nước là khoảng 2 lít nước. Nước sôi rồi mình sẽ cho sườn vô nha. Mình vẫn để lửa lớn cho nước nó sôi trở lại. Tiếp theo mình sẽ cho sả cay vô. Củ riền. Tỏi, hành tím, mình cho cái đó vào trước nha. Có bọt thì mình sẽ vớt cho nó sạch nha. Thế vậy nấu bằng sườn thì nó ra bọt nhiều lắm, tại trong cái phần máu trong tủy nó ra. Có riền vào mình nấu cái nước nó thơm lắm. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị vào đây nha. Mình cho vào đây nửa muỗng canh hạt nêm. Đặc trưng của món Thái là khi nấu thì mình sẽ dùng đường thốt nốt nha. Còn không có đường thốt nốt thì các bạn dùng tạm đường cát trắng cũng được. Nhưng mà nếu như nấu đúng vị thì mình sẽ dùng đường thốt nốt. Khoảng một muỗng canh đường thốt nốt. Nhưng mà khi mình dùng đường thốt nốt thì cái nước nó sẽ ngả hơi sang cái màu vàng, nó hơi đục một chút, chứ nó không có trắng trong theo kiểu mình dùng đường cát trắng. Nửa muỗng canh muối. Rồi mình sẽ để cho lửa nó sôi liu riu như thế này là được. Cái nước nó sẽ ngả sang cái màu hơi vàng như thế này. Mình sẽ bắt đầu tính thời gian nấu từ lúc nước sôi. Nãy giờ mình nấu được khoảng 30 phút rồi đó các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho khóm, cà chua vào. Mình cho ớt vào luôn. Cái phần sả mình xắt mỏng mình cho vào. Mình sẽ nêm thêm gia vị vào đây nha. Mình sẽ dùng thêm đường cát trắng nha, 2/3 muỗng canh đường. Mình chỉ cần dùng một ít đường thốt nốt là được. Khoảng nửa muỗng canh nước mắm. Về nêm nếm gia vị thì các bạn điều chỉnh lại nha, tùy theo mỗi gia đình mà cách nêm nếm sẽ khác nhau á. Mình sẽ cho nó sôi liu riu thôi. Mình nấu thêm khoảng 5 phút nữa là được nha các bạn. Hoặc là tùy theo mình thích ăn cái cà chua nó mềm rụt hay sao thì tùy. Bây giờ mình sẽ nặn chanh vô. Chanh hoặc là tắc. Ăn chua nhiều thì mình nặn nhiều nha. Cái này mình dùng tầm khoảng 1 muỗng canh rưỡi nước cốt chanh nữa. Cuối cùng là mình sẽ cho ngò gai vô. Mình sẽ dùng ngò gai nha các bạn. Còn thêm lá quế cũng được, nó cũng vẫn thơm. Nhưng mà đôi khi thì nó giống như canh chua. Món sườn nấu chua cay của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình có thể là mình thêm ớt khô vô. Tùy theo mình thích ăn cay nha. Tại do cái ớt này mình không có đập ra, mình để nguyên trái nên nó sẽ thơm thôi chứ nó không có cay.
nó sôi trở lại là mình tắt bếp là được rồi đó. Mình cho thêm ớt khô vào đi, mình tắt bếp luôn nha. Cái ớt này của mình nó cũng khá là cay nên mình cho bao nhiêu đây thôi. Đó, như vậy đã xong rồi các bạn, rất là nhanh gọn luôn á. Giờ mình sẽ múc ra tô nha. Món sườn nấu chua cay của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn. Món này rất là đơn giản luôn. Món này nó sẽ giống như là canh chua, cũng giống như là món lẩu Thái vậy đó. Mình sẽ nấu đơn giản chung với sườn heo, hoặc các bạn nấu chung với thịt gà cũng rất là ngon. Trời mà lạnh lạnh á, mình ăn món này rất là ngon, kiểu như nó cay ấm. Món này khi ăn á, nếu như mà mình thấy nó hơi lạc, mình có thể mình chấm chung với nước mắm. Mình thì mình em cũng khá là vừa ăn rồi đó. Rồi sườn, tùy theo các bạn thích ăn sườn nó mềm thì các bạn hầm lâu hơn chút. Mình thì nó vừa phải thôi. Và khi mềm rụt quá mình ăn nó cũng ngán. Giờ mình sẽ thử cái phần nước nha. Phần nước thì nó vừa ăn, chua cay rất là ngon. Với lại là độ chua là mình dùng chanh á, nên nó sẽ khác biệt so với mình dùng từ tắc hoặc là me, nó chua thanh, ngon lắm. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhấn like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.